Đây Gina đang làm castle. Đạp kiểu. Anh đi con quá rồi. Ồ ồ, nước không có chảy xuống được. Dạ mà. No, not yet. It's not deep enough. Okay. Wow. Sống. Trời đẹp quá. Giờ này ra biển đẹp không sợ nắng nha. Giờ này ra biển rất là đẹp. Chiều đi nào đi học về ngày mai thứ bữa nay đi về sớm. Mai thứ bảy không có homework. Bữa nay đi ra biển chơi. Bữa nay trời 6 giờ mà không có nắng. Đi ra biển được. Không thì nó đi vui. Cái người đang ngồi hát, coi hát. Bé nói lại cái baby gì? Baby seagull. Baby seagull hả? Chứ không phải baby eagle. Dạ yeah. Baby seagull. Oliva chơi. Làm cái sầu đẹp quá. Mà bây giờ người ta ra tắm nhiều. Trời lặn xuống. Về mới đẹp. Bớt nắng này. Thank you.
À, bây giờ một xíu nha bây. Yeah, Adventure Island, yay. Thôi thế này mình đang đi nè, bé Olivia nhìn mẹ cái coi nào, bé đang đi Adventure Island sao? Bé đang nè, nó lái nè, mình bắt mình nhìn nó lái bé coi. Dạ, đang đi Adventure Island đây. Đi ngược lên đây cứ đi kiếm dòng sông lùi. Nằm ở đâu ở đây nó lớn quá hả? Đi ra đi nào, có khô khô đâu. Ủa nó bơi sao nó có phô ta? Nhưng mà vừa nãy đâu gặp em đặt ở ngoài đường, em nói là đi đây kiếm đường ra Lazy River. Đó là nói. Đang ra bài phát trên sò huyết nè đúng không? Đây. Wow. Nè. Sò huyết nè. Dạ. Yeah. Đây nhìn thấy con ốc nè. Wow. Đây. Đây. Anh con ốc nè. Con. Đó hả? Cây
Con này đang mở ra. Hả? Con này đang mở ra nè. Đó, nó đang muốn lên dĩa. Đó, đang nướng thì có con nãy lòi cái đầu ra. Nó chạy xuống. Ủa, cái con này nó to chưa? Đang nướng. Wow, còn một thùng. Thôi còn ngọt lắm, ăn liền ngọt ha. Ăn liền rất là ngọt á. Hả? Cuối tháng này anh Kỳ dẫn em đi Hawaii chơi 4 thằng thôi. Vậy hả? Ừ. Ai? Người nói tiếng. Nó đang sôi xèo xèo. Nó có đốc nóng xèo. Cào. Cào. Em biết ông Kỳ cũng ra em chờ có kia không? Kia không? Giờ đi bắt cá ba bắt câu cá nữa nè. Alina với Olivia đi đi công viên nước rồi giờ về mệt rồi. Adventure Iceland Florida mệt rồi, bây giờ về ngủ rồi. Bữa nay ngày lễ người ta đi pháp quá trời luôn. Ngoài đây kìa. Ngọc park đây. Người ở park anh đi đâu rồi? Mới nướng xong mấy con ốc to. To. Nướng ốc. Ốc cà lộn thì lò hết. Linh với anh bạn cùng mua cái tàu, ra tàu mua hai được, bắt được mấy thùng ốc, đúng hết 2 thùng. Đang ngồi cho relax kìa. Kia người ta đang tắm đằng kia. Bên mình là biển không, rồi sau lưng cũng biển, bên hông cũng biển, trước mặt cũng biển. Biển ơi là biển. Biển không chị nghỉ cầu không?
8 giờ mà biển màu biển đẹp vậy sao? Màu rất là gì? Bữa nay sunset đẹp quá. Giờ con cháu về họ đi về rồi. Mấy hồng đẹp chưa em kìa? Mấy hồng đẹp chưa? Wow. Wow. Sao bay đẹp dữ. Thế bữa nay bầu trời đẹp dữ. Ở trên xanh, ở dưới xanh. Wow, thấy không? Bầu trời xanh xanh tươi luôn nè. Yeah, màu da trời xanh rồi, nước biển xanh luôn nè. Ôi lạ gì ta. Thấy chưa? Yeah, ngay trên đầu mình là màu hồng nha. Đáng lẽ trời mưa đen mà giờ chuyển thành màu hồng. Cùng này là cùng có trời mưa. Da trời xanh xanh. Nước biển xanh. Đâu? Đâu? Ở ngay đây hả? À, mình đã tìm được cá lạc đây. Nó bay là nhìn giống như lâu đài quá à. Cái chớp nó tròn tròn. Chiều nay mây hồng này. Tuyệt vời trên hết.